Mình dạy bây giờ con này móng nó cũ rồi, mình dạy người mấy người thắt ốc là em cần một cái kèm tháo móng, nhưng mà cái kèm này không phải tháo móng, cái kèm này là kèm pet manicure mà cũ rồi đó. Mình lấy cái này với một với hai cái móng số không. Ok, mình coi cái tay nó cũ rồi, ok, có móng có mới cũng có mà cũ cũng có. Thì khi mình tháo thì mình cắt cái phần móng của nó, móng giả của nó ra, mình không cần để cái móng giả nó. Ok, cái mấy cái này mới mà cũng sao tháo luôn cho nó đủ bộ mới lấy tiền được. Ok, right here. And then khi mình tháo móng á là mình thấy cái móng thịt của nó phải không? Cái này thì mới tháo rồi. Cái móng thịt của nó mình lấy cái móng thịt ra vậy nè. Ok. 10 ngón khi mình làm là mình lấy giống như cái basic mình để mà chút nữa mình bỏ cái thiếp cho dễ vậy đó. Mình kiếm cái móng thịt của nó. Right here. Kiếm cái móng thịt của nó. Không có kiếm chỗ khác. Mình kiếm giống như để chút nữa mình lò cái thiếp vô vậy đó. Thấy không nè? Thì kiếm ra cái móng của nó để chút nữa mình tháo cho nó dễ. Mấy cái này là mới nè. Có tay tháo dễ, có tay tháo khó, nhưng mà tay con này thuộc dạng nó bình thường chứ nó không dễ mà cũng không khó. Khi mình tháo thì mình đưa cái thiếp vô ngay cái chỗ mà hồi nãy mình kiếm đó. Ok, mình đi kiếm nó bị đứt rồi thì kiếm cái khác. Đây là mình luồn cái thép vô ở dưới này ở giữa móng nó đó, mà khi nhìn nghe phải nhìn ra không thể chảy máu á, nếu mà không biết đưa vô là chảy máu đó. Đi vô từ từ, móng con này nó mỏng quá nên cắt tiếp, kiếm tiếp, tại nó mỏng quá là thấy không, nếu mà đưa vô là chảy máu đó nên nó phải kiếm cắt từ từ. Để món đó đi, chưa có tháo được, tháo món khác. Mình tháo một món lâu quá sợ nó đau mà nó đấy, mình tháo món khác. Chút nữa mình tới mình trở lại mình làm cái món đó, không quan trọng phải ngồi gỡ cái món đó hoài. Thời gian đó mình gỡ món khác. Thấy không? Không phải làm cái mạnh nó đi đâu, nó chảy máu đó, mình phải kiếm. Ok, mình đi từ từ. Cái muối hồi nãy mình kiếm nè. Mấy cái chỗ này nè mình làm ra mạnh là chảy máu đâu, ok, phải từ từ thôi, từ từ mình đi để mình thấy ra. Ok, mấy cái hông này dễ bị chảy máu lắm á, với lại cái này cũ thì ok, cái này mới, cái trên này là nó mới nên mình tháo từ từ. Rồi mình về lại cái món hồi nãy mình tháo không ra.
hô lại, hô cái này lại, tại thấy không, cái này mới này. Nhưng mà không biết là làm một cái đứt phải từ từ thôi, mấy cái khúc mà nó không ra này phải từ từ. Nhưng mà mình tháo mạnh quá nó chảy máu đó, nó không ra vậy nè. Ngay đây thì mình bấm nó đi. Xong mình cắt hết móng cho nó. Yeah, you can go. Mm-hmm. Tomorrow, come early a little bit, okay? Lala? Come early because he go to the court tomorrow, okay? No, I say he go to the court tomorrow, so you be in here early a little bit. Ciao. Khi mình rửa khi mình rửa dơ đó mình nhớ là rửa cái cuticle này nè cho nó sạch nó mới last, còn mà mình rửa nó không dơ nó không rất là nó không last đâu. Cái khi mà mình rửa dơ mà nếu mà ai xài máy bàn á, đi cái này chậm thôi, không cần phải đi nhanh đâu. Cái này nè, bỏ này thấy không, nó rất là chậm thì nó mới sạch, còn mà đi nhanh quá nó không có sạch đâu, phải đi sạch hết mấy cái này nè. Mình sẽ chỉ cho mấy bạn làm cái bộ full set đắp một cục và phôi này, ok? It's okay, I cut. I know. Lala, can you turn on the light for me? The open light. What'd you do? Yeah. She gave me some out since I was putting it, right? Five. Yeah. So do I get four? Mm-hmm. Do you want square or pointy? I want the ones pointy and square in the top. Or one, yeah.
No, we don't, honey. Okay. Good night. Good night. Good night. Good night. I come over. No, you start with them, you have them. Bye. Show how long you want. So you want pointy, or a little bit like pointy, and then square the top. Yeah. Mấy người có nhiều người á, người ta làm cái shape này, người ta để square xong người ta cắt. Nhưng mà làm như vậy á, thì nó lại không có, nó không có ôm cái móng. Mình nên cắt trước khi làm nó mới đẹp. Và nhớ luôn luôn là xếp trước khi đắp nó mới đẹp, từ khi mình đắp bột lên nó mới đẹp, rồi nó mới không có bị liếp, với lại nó cũng dễ hơn khi after mình đắp bột rồi mình xếp, rồi sau khi mình đắp bột rồi mình xếp lại nó dễ hơn. Mà mình không cần xếp nguyên cái móng đâu, mình chỉ xếp hai cái này thôi là để cho cái này nó sạch, nó even với cái móng này thôi, chứ mình không cần phải phải xếp theo cái xếp mà giống như luôn. Mình chỉ cần đi hai đường này là được rồi. Chút nữa mình anyway mình đắp bột mà cũng phải xếp lại thôi, mình không cần phải làm nhiều như vậy. Bài trước vậy, mình cứ đi lại cái ngày. Tại vì mấy thợ rồ người ta đi, người ta lúc nào người ta đắp phun sét rất là lẹ, thì người ta lại bỏ mấy cái khâu này, càng rồ chừng nào thì càng làm ẩu chừng đó. Nên nhưng mà mấy cái này là quan trọng, là bắt buộc phải làm, giờ có rồ cỡ nào cũng phải làm hết á. Có nhiều người người ta không làm, người ta làm lẹ, người ta thích, nhưng mà cái đó là người ta muốn nhảy step thôi, nhưng mà step đó không có nên học theo. Mình phải giữ cái basic của mình trước, còn làm nhanh không nhanh, đắp bột chiếc dũa, cái đó là mới là quan trọng, là của mình nhanh hay là chậm thôi. Còn mấy cái step basic này bắt buộc phải làm, không thể nào bỏ cái nào hết á. Thường thường tờ giấy này nè, đắp một nửa là được rồi, đắp nhiều quá một tờ phí. Bỏ ra mờ lên hết mấy cái này nè. Đừng có cho nó đụng khi rưới cồn nha, đụng nhiều là nó bên nó có nhiều con da mỏng quá, mình chỉ bỏ trong cái móng thôi. Cái này bỏ một chút nó chạy, nó sẽ đi, nó là thiếu thì mình bỏ lại.
mình đắp hoặc mình chỉ cho mấy người thì mình sẽ làm chậm step cho mấy người thấy. Ok, mình chỉ dạy cho những người mới biết học nghề thôi nên mình không cho dạy cho rồi, nên mình sẽ làm chậm cho mấy người thấy. Trong cái bài này mình sẽ dạy đắp một cục, chứ mình sẽ dạy đắp hai cục và thiếu như thế nào để chêm bột thêm. Tại vì trong một cái bài này mình muốn tổng hợp hết, tại vì nhiều người hỏi quá mình không có rảnh để làm mỗi cái step nó different nên mình làm một cái luôn rồi. Nhưng mà các bạn chú ý khi làm, ok, cái này giờ mình đắp một cục này, lấy cục bột bỏ vô cái cuticle xong cho nó chảy, mình dựng cái ngón tay lên vậy nè, đó. Mình đắp như vậy mà mình thấy mà trên cuticle mà thiếu thì mình lấy một chút vậy nè, chừng này thôi, mình bỏ vô rồi mình đắp nó ra. Ok, nhớ là khi đắp đó là bỏ tay khách, rồi nếu mà có nhiều mình lấy móng tay này vừa, nhưng mà móng tay dài quá đó là nhớ lấy bột xong bỏ cục bột vô đây này ngay cái cuticle, nhưng mà phải dư ra một chút, đừng có bỏ sát quá, rồi từ từ rồi đưa cái ngón tay cho nó bột nó vậy cho nó chảy xuống, ok, nó mới dễ làm hơn. Còn mà để giống vậy nó đắp hoài là nó không tuột bài, mình phải để cho nó đựng ngón tay vậy nè để bột nó chảy, để mình control nó, mình chỉnh nó, nói tiếng Việt là mình chỉnh nó để mình, nó muốn mình đi, muốn nó đi hướng nào thì nó phải đi theo hướng đó đó. Đó, giống vậy là một cục. Ok, còn nhiều bạn nói sao bỏ nhiều quá mà nó cũng không ra, thì thay vì mình đắp, ok, hai cục, hai cục vậy, mình lấy thêm cục nữa. Mà mấy bạn hỏi là tại sao mà đắp hai cục rồi mà cũng còn thiếu, thì mình bỏ vậy nè, xong mình lấy chút liquid cho nó ướt cái cọ là mình đẩy nó lên đó, mình đẩy nó nè, đẩy xong mình kéo xuống, đẩy lên kéo xuống, ok, đó thì nó vừa. Còn nói sao đắp tràn hay không thì khi mình đắp cục bột lên á, ok, mình phải control tay nó, mình cho nó chảy, nhưng mà ví dụ mình qua đây thì mình tém lại, xong thấy nó chảy bên này thì mình tém lại bên này rồi mới tém xuống đó. Mình cứ nó giống như mình control cục bột vậy đó, mình điều chỉnh cục bột cho nó đi theo hướng của mình, mình làm theo mình đi, ví dụ nó chảy qua hướng này thì mình làm qua hướng này đó, thì nó sẽ không có tràn ra. Tại vì đa số nhiều bạn mới người ta không biết thì đắp bột thường thường bị hai bên hông, rồi xong hai bên hông tràn, xong rồi dính vô da, xong cắt không được, cắt giũa không được thì nó còn bánh tráng, và bánh tráng đó thì hai ba ngày sau ra, hoặc là lần sau ra cái nó lòi ra hai cục đó, nhìn thấy ghê lắm, nên cố gắng giũa xong đó, xong mình thấy nó dư thì mình lấy này nè, cái cọ mình chùi vậy thôi thì nó ok, nó đi thôi. Mà mình thấy ví dụ ok, mình thấy muốn này dài chút nữa mình lấy thêm cục nữa, mà ít thôi, mình đắp vô đây, xong mình đó mình kéo xuống, tại vì khi này còn ướt mà đó. Đây. Okay. Một cục bỏ vừa, đừng có bỏ sát quá, sát chút đà con đó, rồi giờ mình mới lấy liquid tém, ok. Đó, mình control nó, mình control, mình nghiêng qua bên trái bên phải để mình vuốt cỏ, vuốt bột xuống. Nhưng mà nên nhớ là khi mà mình muốn đắp bột đẹp á, mà nó bị nghiêng 45 độ á,
thì khi mình bỏ cục bột vô nè, là mình bỏ cục bột vô đây, ok, mình cho nó đựng ngón tay vậy, xong mình vuốt ở trên cái đầu Kiruko xuống nè, đó, vuốt vậy nè, để cho nó bằng bằng xuống, thì chút nữa mình thấy nó đẹp, mình khỏi cần vuốt nhiều. Nhưng mà đa số mấy bạn mới biết đắp bột á thì thường thường nó không bị liếc chắc. Tại vì mấy bạn đập cọ nhiều quá thì nó chắc. Mà rô càng rô thì đắp càng liếc, tại vì người ta chỉ bỏ cục bột lên sơ sơ, người ta không tán bột thì nó sẽ nhanh liếc. Nên đa số những người mới học thì đắp bột nó rất là chắc, nhưng nó lại bánh tráng ở cái khi cô vũ ông sạch thôi, chứ còn nó rất là chắc. Còn mấy người thợ rô càng rô chừng nào thì liếc chừng đó, tại vì người ta chỉ bỏ cục bột lên cho nó chảy vậy nè. Đó, người ta cho chảy xong xuống người ta tán, người ta vuốt cọ. Đó, đắp xếp người ta là như vậy, xong cái bột nó không có dập mạnh vô cái móng tay. Thì giống như mình đi làm đường cũng vậy thôi, nếu mà muốn mà đường mà chắc thì mình phải là ủi qua đường cho nó đất nó lún xuống, thì lúc đó nó mới không bị nứt. Còn nếu như mà trên đường mà nó xốp quá, mình bỏ lên một lớp rái xong rồi ngày mai nhiều người đi qua quá thì tất nhiên nó sẽ bị liếc, anh tất nhiên nó bị nứt đường ra. Thì thay vì nail cũng vậy thôi, không có khác gì hết, nó giống vậy đó. Mình vuốt cọ, mình đè nhiều thì nó dính stay together, nó stick together, nó lock hơn. Làm gì cũng vậy hết á, mình nói chung là mình khoan bỏ step đã, mình mới biết làm basic, phải học trước mình mới chạy. Mà bộ nail quan trọng là giờ thờ rô hay là không thờ rô đi nữa, không cần làm nhanh hay làm chậm, nhưng mà làm bộ nail xong giờ nó đẹp thì nó sơn lên nó che. Nhưng mà ăn thua 2 tuần tới nó nhìn như thế nào, có nhiều người làm nhìn vô sơn đẹp lắm. Tại vì khi người ta làm, người ta sơn xong rồi ở trong này người ta không thấy, nhưng mà khi nó ra thì nhìn thấy ghê lắm. Nên mình làm ăn thua, mình vuốt cái cuticle cho sạch, sơn cho nó đẹp là ok. À, nếu mà lấy cục bột thiếu, ở đâu nấu lấy cục bột thiếu thì mình đưa xuống vậy nè, bên đây này, xong rồi mình lấy tiếp thêm cục nữa, đây hàng thứ 245 không ở dưới lên á. Đó, đúng rồi. Ở trên. Qua. Đó, đúng rồi. Không nhớ mở đó. Đây, mình coi nó có khô chưa. So what color you guess? I think it's like this color. Wasn't it this one? Bring it to me. No. Hold on. Nên khi mà mình vuốt móng á, mình phải nhớ lấy cái tay mình lấy hết cái bột này nè. Nếu mình không lấy á, mà mình bỏ vô là nó cắt cái này chảy máu đó, ok. Lấy hết 10 ngón này nè.
nhớ khi dũa thường thường hay dính này nè, nó có hai cái gờ, một cái món thịt với cái món giả nó hay có dính này nè. Mình phải để cái dũa ngang vậy nè, dũa cho nó ra hết không chút nữa. Nó không có đẹp mà khách nó khó chịu nữa. Tại mình vừa làm khách, mình vừa dạy luôn nên sometimes nó có nói chuyện. Nên sorry. Cái dũa ngọt với tiền trang mà. Why 45? 45. Hả? Tay 28 mà. 48. Cái dũa móng dài này nè thì mình phải đưa cái dũa nó, cái này nó dài hơn một chút, chứ đừng bao giờ bỏ sát về dũa, nó không có đẹp mà nó bị không có là smooth, nó không có, gọi tiếng Việt là nó láng á. Ok, mình bỏ cái này ra một chút nó dễ dũa hơn. Khi mình dũa cuticle cũng vậy nè, mình đi, mình không cần đi nhiều, mình chỉ đi chậm thôi cũng được, đi cái đường này nè. Rồi nè, có nhiều người cắt khách đó thì nên mình nên phải đắp cho nó đừng có sát thì nó sẽ không bị ăn tới hết đó, thấy không? Mình đi chậm để cho mấy bạn thấy, rồi sau mình đi nghiêng 45 độ đi qua này, thấy chưa? Nếu đắp kỹ một chút thì mình không dũa nhiều, mà không dũa nhiều thì nó đỡ hơn. Chứ dũa nhiều quá mấy người biết mới cái dũa nó méo, à, với lại nó mát cái móng đi, nó không có đẹp đâu. Nên khi đắp cho kỹ chút thì khỏi cần dũa. Thấy không, khi dũa đây nè, phải làm ra vậy nè để cho nó thấy khi dư ra mới dễ dũa, mà đừng có để vậy mà nó cắt móng tay người ta đó, cắt tay khách đó. Mấy người
rồi người ta chỉ vỗ mịn là nhổ cái này là xong. Nhưng mà mình thích cho mấy bạn làm thì bây giờ có, nếu mà mới biết làm không thể nào mà rồi mà vỗ diamond không mà nó bóng đâu. Nên á, mình chỉ thích cho những người mới biết làm để mà vỗ cho nhanh lẹ, cho nó đỡ mất thời gian. Tại mấy bạn cứ thấy vỗ hoài mà nó không có láng. Đó, mình chỉ vỗ vậy thôi. Xong mình lấy lại cái đầu mịn á. Đầu mịn này nè. Cũng bỏ vậy, vỗ lại thêm lần nữa. Đi nhưng mà đi cho tròn nha. Đi cho tròn cái silicone. Đây nè. Đó, cũng đi qua một chiều thôi, đừng có đi giống vậy. Nó bị mát cái giữa này á. Đi từ bên này qua bên này. Đó, để ôm cái móng lại. Còn mà đi giống vậy là nó chỉ nó thấy cái móng không? Mình đi bên đi tròn một đường này đó, xong mình từ đây mình đi qua để mình đi những cái gì mà nó không chưa bóng thì mình đi để mình vũa bên này qua bên này để cho nó ôm cái móng giống như móng thịt của mình vậy đó. Có nhiều người vũa nail flat lắm, nó không có giống cái móng thịt, nó không có look natural, mà cũng quan trọng lắm á. Nhìn vô cái nail nó vô duyên hay là nó có duyên nữa chứ, nó cũng giống mình vậy đó, đẹp hay không đẹp nhìn vô cái móng nữa. Phải ôm cho nó giống cái ôm cái móng giống cái thiệt của mình vậy nè. Cũng giống như cái bài trước vậy, mình biểu buffer cũng vậy, giống vậy đó. À, mình bắp cái này trước, xong mình mới hai bên này để cho nó ôm cái móng lại. Đó. Nè, vừa ngang nè. Rồi xiên lại vậy nè, xiên bên này để cho nó ôm cái móng lại. Nó mới nhìn natural. Chắc phải coi nó có thẳng chưa, có món nào méo không, tại khi mình bóp vào nó cũng dễ bị méo lắm. Ok, go wash your hands for me. Chào, chị đã không lấy gì. Khi mà mình xài cho bột á, mình xài cái gel này nè, OPI này nó mỏng hơn, nó mỏng khi nó cái lớp bay nó mỏng hơn, nó đẹp hơn. Nhưng mà mình vẫn xài cái gel thấp cốt của cái loại gel này, ok.
What number? Nine. Number nine? What's it? Is it nine? Yeah. What's it? It's like the same color. Is it only two fingers? Yeah. You want to see the... Just something. How much will it be? So you want like that, $45. 45? Just for my nails? Mm-hmm. Shut up. Because anyway, when you have filling with the three or some 40 pair already, so almost $30 already. So then you have the, you don't have this shape, but you have to redo like $30, but you do design $35. But right now I do the new set, and then this is shape and the ten off. I don't draw ten off, but you have design too, so almost the same. If like you do regular, it's $40 fill, but when you do $5 more, you have like design a new set too, only $5. Alright, I don't need a design. I only have like, okay, so I cost $40. Yeah. It'll be 40? Yeah. And then my toes, 65. Okay. Okay? Mm-hmm. Nhớ Sơn đừng có chàm cái âm khi cổ nghe. Sơn bịt đầu móng lại. Tại vì treo biết sao mà mình bột mà mình sơn bay không? Tại vì hồi xưa không có sơn bay, nó vẫn lát. Nhưng mà hiện tại giờ supply người ta làm dỏm quá nên màu nó nhanh tróc lắm. Nên nó mình tốt nhất mình sơn bay, nó lát sơn. Nhưng mà mua cái loại BOBI này để xài cho bột nó lát sơn, à nó không phải lát mà nó mỏng, khi sơn màu lên nó đẹp, nó không có bị dày. Có nhiều bạn sơn gel, tại sao nó khách 2-3 ngày sau nó bị tróc, và tại hiện tại bây giờ tại supply nó bán treo dỗm quá, nó không như hồi xưa nữa. Càng ngày nó cạnh tranh, nó bán rẻ thì nó làm dỗm nên nó hay bị giống. Nhớ sơn cho hết cái móng này. Có nhiều con khách nó khó chịu, mình không sơn hết nó không chịu đâu. Phải vòng qua dưới này để mà sơn cái dưới này cho nó hết móng.
sơn nó cũng quan trọng lắm á. Nếu mà mình làm bộ nail mà có đẹp cỡ nào mà mình sơn lên xấu là thua. Mà có nhiều người làm bộ nail xấu một chút nhưng mà sơn lên nó cũng tròn, kêu cổ cũng đẹp thì nhìn nó cũng ăn khách hơn. Dạng như người xấu mà biết diện đó, còn người đẹp mà mặc cái quần rách nó cũng không đẹp đó. Thấy không, nó bị dư một chút nè. Cái này mà mình không chùi đi á là cái nail nó xấu lắm.
Xong tham mấy cái màu đậm này nè, xong tham một lần chứ chắc nó khô nên mình chờ mình bỏ thêm 30 giây nữa, second nữa, 30 second nữa. This only did one. Mm-hmm. How can I help you? Two of me. We're waiting on you. So you want to put 3D on or no? No, that's okay. Nhớ chùi hết ở dưới nha, xong sao nó còn màu nó không ra chứ. Đây nè, làm xong bỏ chút oil cuticle vậy để lỡ nó có trắng hay là dơ của bột đó nó cũng che đi, nó thấy nó đẹp hơn.